mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thử thách của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự phối hợp thực hiện bởi công ty Dân Thành Long và nhà tài trợ VMS Mobifone. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thử thách được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ tối thứ hai của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Và bên cạnh tôi lúc này là hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8309. Và tôi xin lặp lại một lần nữa, tổng đài trong chương trình ngày hôm nay là 8309. Và quý vị hãy chọn cho mình một trong ba biểu tượng cô nàng Luna, nàng Kitty và anh chàng Thomas, sau đó gửi về tổng đài của chúng tôi để tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số quy định của trò chơi thử thách như sau. Trò chơi thử thách có tất cả là 4 vòng thi, mỗi vòng thi có 4 câu hỏi. Đối với 3 câu hỏi đầu tiên, mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án. Nhiệm vụ của quý vị là hãy chọn ra một đáp án chính xác nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chào đội 1 và đội 2 đến với chương trình của chúng tôi. Xin đầu tiên mời đội 1 các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Xin chào anh Chi Bảo. Kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Dương Hoàng Kim Ngân, là đội trưởng. Hiện tôi đang là sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tâm trạng hiện giờ của tôi đang rất là vui và tự tin vì đứng bên cạnh tôi là hai người bạn thân từ thời còn học ở phổ thông. Hai anh chàng có biệt danh rất là ngộ nghĩnh, đó là bạn Hà Mã Long và bạn Đà Điểu Chương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, cái biệt danh Đà Điểu là một trong những kỷ niệm khi tụi mình còn học chung với nhau ở trường Trung học phổ thông Nhân Trạch Đồng Nai. Mình tên là Nguyễn Anh Chương, hiện là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay mình rất vinh dự được đến tham gia chương trình thử thách. Kính mong sự cổ vũ của quý vị và các bạn dành cho hai đội chơi chúng mình. Xin chào chị Bảo. Xin chào quý vị khán giả trên đài truyền hình. Mình tên là Đào Đức Long, hiện là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình là xem phim, nghe nhạc và đặc biệt là mình rất thích chơi các môn thể thao. Mình rất là vui khi được tham gia chương trình thử thách lần này và Ngân Chương hôm nay chúng ta đến đây để thử thách chính mình và chiến thắng. Bạn Ngân có nói bạn Chương là Chương Đà Điểu phải không ạ? Dạ. Nhìn vẻ bên ngoài thì tôi nghĩ là chắc là bạn cao ráo phải không? Còn bạn Đức Long tại sao gọi là Long Hà Mã vậy? Các bạn đặt cho em tại vì các bạn nói em có nụ cười giống Hà Mã. Bạn có xem Hà Mã cười chưa? Dạ xem trên các thú thấy cũng giống thiệt. Đâu có, thấy bạn cười dễ thương hơn nhiều lắm phải không ạ? Cảm ơn lời giới thiệu vừa rồi của đội 1 và xin chúc cho các bạn may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các thành viên của đội 2, mời các bạn hãy giới thiệu về mình đến quý vị khán giả đi. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào anh Chi Bảo. Em là đội trưởng Nguyễn Phương Thảo. Chúng em đến với chương trình này với mục đích củng cố kiến thức cũ và học hỏi thêm kiến thức mới. Đội em có rất nhiều đặc điểm chung, đều là 18 tuổi cùng với những ngày sinh đặc biệt, trùng vào những ngày kỷ niệm của Việt Nam. Sinh nhật của em là ngày 22 tháng 12 là ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là thành viên thứ hai. Xin chào anh Chi Bảo và chào quý vị khán giả. Em tên là Chu Thị Ngọc Trang. Ngày sinh nhật của em rất đặc biệt, đó là ngày 27 tháng 7, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ và đây là thành viên thứ ba của đội chúng em. Xin chào anh Chi Bảo, em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Ngày sinh của em là ngày 10 tháng 10, ngày kỷ niệm thủ đô giải phóng. Chúng em đến đây hy vọng đội bạn và đội chúng em đạt được những thành công tốt đẹp trong cuộc thi này. Xin chào các thành viên của đội 2, các bạn có cảm thấy hiện nay trạng thái trong người của mình như thế nào ạ? Có vui tươi, có cảm thấy hồi hộp hay là có vấn đề gì không ạ? Tôi thấy các bạn có vẻ hình như hơi căng thẳng một chút phải không? Dạ. Thấy gặp Đà Điểu với Hà Mã cái căng thẳng liền phải không? Dạ. Thư giãn ha, hôm nay là các bạn đến đây với mục tiêu là củng cố kiến thức cũ, rồi gì kiến thức mới là tìm hiểu thêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào từng vòng của chương trình thử thách ngày hôm nay. Nhưng trước khi bước sang vòng 1 của chương trình thử thách, ban tổ chức xin gửi tặng hai đội mỗi đội một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca trị giá hơn 2 triệu đồng và xin chúc cho hai đội may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta bước sang vòng 1 của chương trình thử thách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng 1 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Và ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu tham gia vào chương trình bằng cách soạn tin nhắn và gửi về tổng đài số 8309 để tham gia chương trình của chúng tôi. Ở vòng 1 chúng ta có tất cả là 4 câu hỏi và bây giờ là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Kiến trúc chùa Một Cột ở Hà Nội được mô tả như loài hoa nào? A. Hoa đào.
B. Hoa sen và C. Hoa mai. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây chỉ là câu hỏi đầu tiên, gần như là phải đọc máy thôi không ạ? Mời đáp án của cả hai đội, xin mời các bạn. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án B. Và đội 2 là đáp án B. Có lẽ như là ở câu hỏi đầu tiên cả hai đội đều không gặp một sự khó khăn nào cả. Bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, hoa sen. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng biết là theo Đại Việt Ký Sự Toàn Thư, chùa được xây dựng vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Sùng Hưng Đạo, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo I vào năm 1409, đời Lý Thái Tông. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Đâu là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng? A. Đèo Hải Vân. B. Ngũ Hành Sơn. Và C. Hồng Lĩnh. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Và tôi xin được chúc mừng đội 1 và đội 2, các bạn đã có câu trả lời chính xác. Hiện nay mỗi đội đã được 20 điểm. Đó là một tín hiệu rất tốt. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án A, đó là đèo Hải Vân. Và đội 2 rất là hùng dũng, thái độ rất là hùng dũng hiên ngang, chọn đáp án A. Bạn Thảo có lời giải thích nào tại sao các bạn chọn đáp án A không? Dạ, có một lần em được đi ra Hà Nội cùng với mẹ thì có đi ngang đèo Hải Vân. Thì em nhớ không lầm, hình như là ranh giới giữa Thịnh Huế và Đà Nẵng là đèo Hải Vân sao? Như vậy thì coi như đây là kiến thức cũ, phải không? Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của câu hỏi số 2. Đáp án của chúng ta là đáp án A, đèo Hải Vân. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Và quý vị thân mến, nếu chúng ta trả lời không đúng, xin đừng dội bỏ máy, chúng ta hãy tiếp tục chương trình ở vòng thi kế tiếp. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Phế tích kiến trúc đồ sộ Machu Picchu của người Inca thuộc quốc gia nào? A. Ấn Độ. B. Peru. Và C. Colombia. Và sau đây là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Và tôi xin đọc lại câu hỏi một lần nữa. Cả hai đội xin lưu ý, đó là phế tích kiến trúc đồ sộ Machu Picchu của người Inca thuộc quốc gia nào? A. Ấn Độ. B. Peru. Và C. Colombia. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1 đưa ra đáp án B và đội 2 đưa ra đáp án A. Bạn Đức Long thân mến, tại sao bạn chọn đáp án B vậy? Dạ, tại vì cái từ Machu đó em nghĩ nó không thuộc tiếng Ấn Độ, nghe nó không có nghe là không phải tiếng Ấn Độ. Chứ theo bạn tiếng Ấn Độ là tiếng nào, nghe nó làm sao? Cũng khó giải thích. Cũng khó đúng không? Thế thì chúng ta xem coi là đội 2 các bạn chọn đáp án A, đó là tiếng Ấn Độ. Các bạn nghe làm sao, các bạn nghĩ nó là Ấn Độ à? Trong cái đợt bầu cử 7 kỳ quan thế giới vừa rồi thì em có nhớ là có thành phố Machu Picchu. Em nhớ không lầm là Ấn Độ. Bạn nhớ không lầm nó Ấn Độ. Bạn Thảo. Dạ, em cũng cùng ý kiến với Nhung. Cái này là kiến thức cũ hay kiến thức mới hả? Chắc cái kiến thức cũ. Cũ nữa ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem đó là kiến thức cũ hay kiến thức mới nè. Và sau đây là đáp án của câu hỏi số 3. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Peru. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập vào năm nào? Và bây giờ là câu trả lời dành cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ đưa ra một con số nguyên, không có dấu chấm, không có dấu phẩy trong đáp án của mình. Và đây là câu hỏi xác định xem quý vị khán giả hay là một trong hai đội chơi của chúng tôi đạt được giải thưởng đặc biệt của vòng thi đầu tiên. Đó là điện thoại di động Sony Ericsson VGF200i. Và bây giờ là đáp án của cả hai đội. Xin mời đáp án của cả hai đội. Các bạn đưa ra con số là năm 1986. Và đội 2 là năm 1980.
cái này chắc chiến tới cũ. Vậy không, đi đại. Không chắc đi đại phải không ạ? À, bạn Long hay là bạn Ngân, bạn Trương nào à? Ai đưa ra ý kiến này ạ? Bạn Ngân ạ. Bạn Ngân, tại sao vậy? Dạ, thưa anh, cái năm này thì em cũng không nhớ rõ lắm. Nên tụi em cũng chỉ đoán thôi. Đoán? Dạ. Các bạn đang có cơ hội để cùng với quý khán giả bước vào tranh giải đặc biệt của vòng này, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Và bây giờ là đáp án của chúng ta là 1930. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại xem quý vị khán giả nào đã may mắn ở vòng thi đầu tiên. Đó là anh chàng Thomas của chúng ta. Quý vị khán giả đã may mắn chọn biểu tượng là anh chàng Thomas đã trả lời chính xác. Và chúng ta cũng thấy là trên màn hình anh chàng Thomas đang nhịp hai cánh tay và giơ tay vẫy chào chúng ta với một vẻ mặt rất là đắc thắng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng tôi công bố kết quả của vòng thi đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Rất vui mừng khi nhận được cái giải này và tôi sẽ dùng cái giải này của tôi sẽ đi để dùng để đi làm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một vài hình ảnh về thí sinh may mắn ở vòng thi kỳ trước. Và bây giờ chúng ta cùng công bố kết quả của vòng thi đầu tiên. Trước tiên xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã nhận được phần thưởng ở vòng thi đầu tiên, đó là đầu máy karaoke hiệu Senka. Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho quý khán giả đã chọn biểu tượng là anh chàng Thomas có số điện thoại di động là 0937202080 đã nhận phần thưởng đầu tiên, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Và chúng tôi xin được nhắc lại, quý khán giả đã chọn biểu tượng là anh chàng Thomas có số điện thoại di động 0937202080 đã may mắn ở vòng thi đầu tiên. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang vòng thi thứ hai. Nhưng trước khi bước sang vòng thi thứ hai, mời quý vị và các bạn chúng ta dành ít phút cho quảng cáo. Giới thiệu dịch vụ mới MobiQ, đặc biệt dành để nhắn tin với giá cước hấp dẫn chưa từng có. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng thi thứ hai gồm có một đầu máy karaoke hiệu Senka và một điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8309 để có cơ hội một lần nữa để tranh giải thưởng đặc biệt của vòng thi thứ hai, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của vòng thi thứ hai. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: cây cầu nào nối liền hai châu lục Âu Á? A. Stigma. B. Hosporus. Và C. Garabit Viadot. Và bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Ở vòng thi đầu tiên đội 2, rất tiếc là chúng ta không có cơ hội để cùng với đội 1 tham gia trả lời câu hỏi thứ tư. Bây giờ thì các bạn hãy cố gắng. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án C. Và đội 2, đưa ra đáp án C. Điều này cũng tương tự như ở vòng thi chúng ta vừa trải qua. Ngay ở câu hỏi đầu tiên, cả hai đội đều có đáp án chính xác. Tôi hy vọng rằng đây cũng là một đáp án chính xác nữa. Bây giờ là đáp án của chúng ta, đó là đáp án B. Hosporus. Và xin được chúc mừng quý vị khán giả nào đã trả lời chính xác câu hỏi này. Quý vị thân mến, đây là chiếc cầu liên lục địa đầu tiên trên thế giới năm 1973. Cầu Bosporus khai trương đã tạo điều kiện thuận lợi giao thông giữa hai khu vực Âu Á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau: eo biển Malacca nối liền Ấn Độ Dương với đại dương nào? A. Thái Bình Dương. B. Đại Tây Dương. Và C. Bắc Băng Dương. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Rất tiếc là cả hai đội chúng ta đã có câu trả lời không chính xác ở câu hỏi đầu tiên.
Và bây giờ là đáp án của cả hai đội. Xin các bạn hãy hết sức cẩn trọng ở câu hỏi này. Vẫn nụ cười quen thuộc của Hà Mã Đức Long. Đáp án C là đáp án các bạn chọn. Và đáp án của đội thi số 2 là đáp án A. Thấy ba gương mặt buồn quá, chắc đáp án này nó cũ quá. Phải không các bạn? Phải không bạn Trang? Đáp án này ai chọn gì à? Bạn Nhung chọn mà bạn nhìn không dám nhìn lại. Bạn có tự tin chọn đáp án này không bạn Nhung? Dạ, em cũng không tự tin lắm. Rất tiếc là chưa đi qua đây đúng không? Dạ. Còn bạn Thảo, bạn thấy sao? Bạn Nhung chọn như vậy, bạn thấy có hy vọng gì không? Dạ, hy vọng 50%. 50%? 50% còn lại là nhường cho đội 1 hay sao ạ? Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Thái Bình Dương. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Eo biển Malacca nằm trên tuyến giao thông cực kỳ quan trọng, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy từ châu Âu, châu Phi, Nam Á, Trung Đông đi Đông Nam Á, Đông Á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi là tên cũ của vườn quốc gia nào? A. Cúc Phương, B. U Minh Hạ và C. U Minh Thượng. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Và chúng ta cũng thấy là hiện nay trên phim Trường Ảo cũng còn rất ít khán giả. Đó là do chúng ta đã trả lời, rất tiếc là chúng ta đã trả lời không đúng ở những câu hỏi vừa qua. Nhưng mà hy vọng rằng sẽ gặp lại được quý vị ở vòng thi tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi phần thi của cả hai đội ở trường quay ngày hôm nay. Bây giờ là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án B. Và đội 2 các bạn chọn đáp án B, đó là U Minh Hạ, chứ không phải là U Minh Thượng à. Có lẽ là ở vòng thi này chúng ta gặp nhiều câu hỏi gây cho chúng ta hơi khó khăn một chút phải không ạ? Và cụ thể là một số quý khán giả chúng ta đã trả lời không đúng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đáp án của chương trình. Đó là đáp án B, U Minh Hạ. Và một lần nữa xin được chúc mừng quý vị và các bạn may mắn ở câu hỏi này. Ngày 20 tháng Giêng năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chuyển khu bảo tồn Vồ Dơi thành vườn quốc gia U Minh Hạ. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ tư, cũng là câu hỏi để giúp quý vị cũng như hai đội chơi của chúng tôi sẽ tranh giải thưởng đặc biệt của vòng này. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức vào năm nào? Và bây giờ là đáp án dành cho quý vị và các bạn. Xin quý vị hãy trả lời câu hỏi này bằng những con số nguyên và gửi về tổng đài số 8309. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án là 1896. Đội 2 1930. Cũng có sự cách biệt với nhau khá lớn. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 1896. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn lại màn hình xem quý khán giả nào đã may mắn ở vòng thi thứ hai. Và đó là nàng Kitty của chúng ta ở vòng thi đầu tiên, đó là chàng Thomas. Và ở vòng thi thứ hai là nàng Kitty. Như vậy thì đáp án của chúng ta là 1896. 111 năm trước, ngày 6 tháng 4 năm 1896, lễ khai mạc kỳ Olympic hiện đại đầu tiên đã diễn ra ở Athens, Hy Lạp. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thứ hai, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách.
và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một vài hình ảnh về công tác chuẩn bị cho cuộc thi chương trình thử thách ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả của vòng thi thứ hai. Trước tiên chúng tôi xin chúc mừng, nhưng mà điều này cũng hơi tiếc, đội số 1 là các bạn đã có câu trả lời hết sức chính xác. Và như vậy thì các bạn, do các bạn không đủ số điểm quy định là 60 điểm để cùng bước vào vòng thi thứ tư, cho nên một lần nữa các bạn đã bỏ qua cơ hội nhận được điện thoại di động Series VK610Y, phải không ạ? Nhưng mà các bạn hãy cố gắng duy trì điều này, thì ở vòng thi thứ ba, thứ tư thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội lắm. Như vậy thì ở giải thưởng đầu tiên là giải thưởng đầu máy karaoke Huyền Sơn Ca xin được dành tặng cho đội 1. Xin chúc mừng đội 1. Và chúng ta đến với giải thưởng quan trọng thứ hai, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK610Y. Giải thưởng này xin được dành tặng cho quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ hai đã chọn biểu tượng là nàng Kitty trên màn hình của chúng ta với số điện thoại di động 0908690102. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0908690102. Quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ hai đã chọn biểu tượng là nàng Kitty. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục bước sang vòng thi thứ ba. Nhưng trước khi bước sang vòng thứ ba, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Không gì có thể diễn tả hết những cảm xúc tuyệt vời khi được chia sẻ qua mạng Mobifone. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ ba của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng thi thứ ba gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK880Y. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục tham gia vào chương trình bằng cách soạn tin nhắn và gửi về tổng đài số 8309. Như vậy thì ở giải thưởng ở vòng thi này chúng ta đã có một giá trị cao hơn ở vòng thi thứ hai và vòng thi thứ nhất. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tham gia vào chương trình. Bây giờ chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Giải bóng đá U21 báo thanh niên 2007 có bao nhiêu đội đăng ký tham gia? A. 30 đội, B. 32 và C là 34. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Không biết rằng các bạn sinh viên của chúng ta cũng như là các bạn học sinh có theo dõi giải bóng đá U21 do báo thanh niên tổ chức hay không? Nếu các bạn có theo dõi thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết được đáp án của câu hỏi này. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra con số là 34 đội tham gia. Và đội 2 cho hai đội ở nhà, còn 32 đội tham gia thôi. Xin được hỏi là đáp án này do thành viên nào của đội 2 đưa ra? Dạ, cả ba chúng em cùng góp ý kiến và đưa ra quyết định. Cả ba bạn Kiều đều đồng ý là 32 đội cả. Dạ. Tại sao có con số 32 vậy? Các bạn có thể giải thích mà tại sao các bạn không chọn 30? Dạ, 32 xôi giữa. Bạn Trang thấy sao? Dạ, dạ em thích con số 32. Bạn thích con số 32 hơn? Dạ. Còn bạn Nhung? Dạ, tại em cũng không nắm rõ nên đội trưởng quyết định sao em đồng ý như vậy. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi coi ít rất nhất là trong đội 1 có hai bạn nam. Thì các bạn nam thường thường thì có sở thích mê bóng đá nhiều hơn. Không biết là các bạn giải thích như thế nào khi các bạn chọn đáp án C là 34 đội. Bạn Đức Long. Dạ, em dùng phương pháp loại trừ. Loại trừ, rồi bạn loại trừ sao nè? Tại vì 32 đội là một số đội tham gia World Cup. Em nghĩ nó không giống được. Ủa sao vậy? Đâu ai cầm đâu. Là giải đấu này như có nhiều đội tham gia lắm. Nói chung là World Cup người ta làm rồi, mình không có làm theo, đúng không? Mình làm theo cái phong cách riêng của mình, phải không? Dạ. Ý bạn nói là vậy gì? Cũng được, mà bạn tạo phong cách riêng. Nhiều đội bạn Kim Ngân là sao ạ? Bạn Kim Ngân thấy sao? Dạ em cũng nghĩ ý kiến như bạn Long ạ. Tức là World Cup người ta đăng ký độc quyền 32 đội rồi, đúng không? Mình là phải 34. Bạn Chương? Còn em thì nghĩ với cái giải U21 bóng đá thanh niên này thì có rất nhiều tham gia cho nên em chọn 34 rồi. Đúng rồi, World Cup 32 chứ còn mình là phải hơn nữa, phải không bạn? Bạn chọn 34 phải không? Bây giờ chúng ta cùng coi đáp án là bao nhiêu. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đó là đáp án C, 34 đội. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và chúng ta cũng biết hiện nay vòng chung kết với 8 đội đang diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Và bây giờ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Đám cưới chuột
là ca khúc của ban nhạc nào? A. Sói đen. B. Gạt tàn đầy. Và C. Bức tường. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã trả lời chính xác ở câu hỏi vừa rồi. Các bạn hãy cố gắng lên để trả lời chính xác ở câu hỏi nữa. Bây giờ là đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án B, đó là gạt tàn đầy. Đội 2, chọn đáp án B. Xin hỏi các thành viên của đội 1, các bạn đã xem bài hát này chưa? Vâng, cái bài này thì em chưa được nghe mà. Cái này nó rất là lạ nên em đoán thôi. Chưa nghe. Nó lạ nên em đoán. Dạ, em đoán thôi. Nói chung là không có căn cứ gì hết. Phải không ạ? Rồi, chấp nhận. Đội 2, các bạn thấy sao ạ? Hôm bữa lúc mà coi lúc lễ trao giải của Việt Nam Idol thì em có nghe anh Ngọc Ánh hát bài Đám Cưới Chuồng. Và nói luôn là nhóm nhà hát là nhạc gạt tàn đầy. May quá, thầy may. Nhà coi chương trình thần tượng âm nhạc phải không? May quá, có một cơ sở. Như vậy dù gì nữa chúng ta cũng phải tin tưởng nó. Và mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Đó là đáp án B, gạt tàn đầy. Chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. André Marie Ampère, người đầu tiên xây dựng lý thuyết từ học là người nước nào? A. Pháp. B. Anh. Và C. Đức. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Đây là câu hỏi số 3. Hiện nay đội 1 các bạn đã có 40 điểm. Nếu các bạn trả lời chính xác câu hỏi này nữa thì các bạn 60 điểm. Đó là số điểm cần thiết để các bạn bước vào câu số 4. Cho nên các bạn hãy hết sức cẩn trọng. Đội 2 các bạn cứ thông thả ha. Và bây giờ là đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án A là Pháp. Và đội 2 đưa ra một đáp án C. Không thể hiện. Không thể hiện một cảm xúc nào hết. À, bạn Thảo, cái này có coi ở đâu không ạ? Có coi. Dạ đây em đang phân vân giữa A với C, không biết chọn cái nào. A với C tức là bạn phân vân giữa Pháp và Đức. Dạ. Bạn nghiêng về Đức hơn. Dạ. Bây giờ bạn hãy nghe bạn Hà Mã Long trả lời nè. Các bạn chọn đáp án A, tại sao vậy? Tại vì cái tên anh Bè đó, tên người Pháp như Pierre đồ phải không? Dạ. Pierre Cardin rồi Pierre Papin rồi phải không? Dạ. Nó có gì là Pierre là tôi đi liên quan tới Pháp phải không ạ? Phải không bạn Dương? Dạ, cách đây vài ngày thì em có đọc một cuốn sách về các phát minh của các nhà khoa học. Thì nếu em nhớ không lầm thì đây chính là nhà khoa học của Pháp. Mày qua thấy chưa? Đi thi chương trình thử thách cái là trước đó vài ngày có đọc liền. À, đây là một cơ sở nữa, hoàn toàn chính xác, có căn cứ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Pháp. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi này sẽ giúp quý vị cũng như hai đội chơi của chúng tôi giành giải thưởng đặc biệt của vòng thi này. Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng đã được khánh thành vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một địa danh rất nổi tiếng. Có lẽ là chúng ta cũng đã nhắc rất nhiều lần được xem qua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có dịp được nhắc lại. Đó là nhà hát Opera Sydney nổi tiếng đã được khánh thành vào năm nào? Và xin chúc cho quý vị và các bạn trả lời chính xác câu hỏi này để nhận lấy phần thưởng của vòng thi này. Đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK8. Bài hát cũng rất là hay, do một ca nhạc sĩ rất là nổi tiếng hát. Có phải vậy không bạn Kim Ngân? Dạ thưa anh, đúng rồi, đây là một phim hoạt hình mà em rất thích coi. Như vậy thì đâu có lý do nào mà chúng ta trả lời sai nữa phải không ạ? Chúng ta như vậy thì cứ hy vọng vậy nha. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Elton John. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Như vậy thì chúng ta chỉ còn một câu hỏi nữa mà thôi. Và chúng ta cũng biết Elton John vừa là ca sĩ, vừa là người soạn nhạc và nghệ sĩ piano nhạc pop rock người Anh, từng 5 lần đoạt giải Grammy. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, câu hỏi thứ tư.
Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Núi Tản Viên thuộc dãy Ba Vì có chiều cao bao nhiêu mét so với mực nước biển? Và sau đây là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Một lần nữa, đội 1 các bạn đang có một cơ hội rất lớn. Nếu các bạn trả lời chính xác đáp án của câu hỏi này thì chiếc xe Super Sapphire sẽ thuộc về các bạn. Nếu các bạn trả lời sai thì các bạn tự hiểu. Phải không ạ? Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn có muốn nhận chiếc xe Super Sapphire này một lần nữa hay không? Sau đây là đáp án của cả hai đội. Xin mời hai đội. Các bạn cứ tự so sánh nhau đi, các bạn sẽ thấy một sự khủng khiếp. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án là 887. Đây, các bạn thấy con số không? 2375. Không sao đâu, đúng không ạ? Đôi khi nam với nữ thường thường suy nghĩ hơi khác biệt nhau một tí xíu, điều đó cũng bình thường. Nhưng mà các bạn có thể giải thích cho chúng tôi biết tại sao các bạn chọn con số là 887 không? Thực ra thì em không biết chắc lắm. Em lấy là số 8 và ghép năm sinh của em là 87 thôi. Bạn Kiên Ngân thì sao? Dạ thưa anh, em chỉ nhớ ngọn núi này nó cao khoảng 800 mấy mét thôi chứ em không nhớ rõ là bao nhiêu. Nó không trên ngàn mét được hả? Dạ. Rồi các thành viên của đội 2. Dạ. Em nghĩ là Thảo ra Hà Nội nên Thảo biết. Bạn không biết, rồi bạn Trang. Dạ em nghĩ là khoảng 3.000 mấy. 3.000 mấy mét luôn. Mà đây là mới có 2.375 đó, tức là có trả giá đi vài trăm mét rồi đó. Nó chỉ cao lắm á, cái này tôi thấy hơi cao, hơi chóng mặt, phải không? Như vậy thì các thành viên của đội 1 các bạn hãy nhìn về chiếc xe một lần nữa. Các bạn thấy chiếc xe có nhìn các bạn không? Không có nhìn. Vậy là các bạn biết rồi ha. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi số 4. Đáp án của chúng ta là 1.281. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại, tất cả chúng ta cùng nhìn lại màn hình xem quý khán giả nào đã may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó là quý khán giả may mắn nhất đã chọn biểu tượng là nàng Kitty của chúng ta. Và trên màn hình, nàng Kitty đã một lần nữa giơ tay vẫy chào chúng ta. Đó là quý khán giả đã đưa ra một đáp án chính xác nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ 4 và trao giải của cả 4 vòng, chúng ta hãy dành ít phút cho quảng cáo. Những hình ảnh bình dị của một xóm nhỏ vùng xa, bộ phim ca ngợi tinh thần đoàn kết và tình cảm ấm áp của những con người với nhiều số phận khác nhau đưa đẩy họ trôi dạt về đây. Dẫu có nhiều mâu thuẫn bất đồng, nhưng họ đã cùng nhau chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đĩa DVD bộ phim Xóm Suối Sâu hiện đang phát hành tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, số điện thoại 8299045. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thi thứ 4. Và một lần nữa, như 3 vòng thi vừa qua, một lần nữa đội 1 các bạn đã nhận thêm một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Xin chúc mừng đội 1. Và chúng ta cũng đã biết quý khán giả may mắn nhất đã chọn biểu tượng là nàng Kitty có số điện thoại di động 0909200781. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0909200781 đã nhận phần thưởng, đó là chiếc xe Super Sapphire. Và xin chúc mừng quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trao giải thưởng cho kết quả tất cả là 4 vòng thi. Xin kính mời đại diện của nhà tài trợ lên trao giải thưởng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trao giải thưởng của vòng thi đầu tiên. Giải thưởng đầu tiên đó là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này xin được dành tặng cho đội 1. Xin chúc mừng đội 1. Và đây là chiếc điện thoại di động đầu tiên. Điện thoại di động Sony Ericsson VKF200Y. Giải thưởng này được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0937202080. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ 2. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này được dành tặng cho đội 1 một lần nữa. Hôm nay tính đến giờ phút này các bạn đã có 3 đầu máy karaoke.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giải thưởng thứ hai. Đây là chiếc điện thoại thứ hai, điện thoại di động Sony Ericsson VKF610i. Giải thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0908690102. Xin chúc mừng bạn. Như vậy thì chúng ta đã trao giải thưởng của cả hai vòng, vòng 1 và vòng 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3. Và tương tự, giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Một lần nữa giải thưởng này được dành tặng cho đội 1. Xin chúc mừng đội 1. Và đây là chiếc điện thoại di động cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Điện thoại di động Sony Ericsson VKF880i. Phần thưởng này được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0909100702. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giải thưởng quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire. Nhưng trước khi chúng ta đến với giải thưởng quan trọng đó, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trao giải thưởng đầu tiên, đó là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Đáng lẽ ra nó thuộc về đội 2, phải không ạ? Nhưng một lần nữa rất tiếc nó lại thuộc về đội 1. Xin chúc mừng đội 1. Như vậy cũng có nghĩa là các bạn đã mất đi một cơ hội để nhận được phần thưởng cao nhất, đó là chiếc xe Super Sapphire. Giải thưởng này xin được dành tặng cho quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0909200781. Đó là quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Kitty, và trên màn hình chúng ta cũng thấy. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0909200781. Và xin kính mời tất cả quý vị khán giả may mắn trong chương trình ngày hôm nay vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nhận giải thưởng: công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Điện thoại liên hệ 0891022158. Và tôi xin lặp lại, địa chỉ nhận giải thưởng: công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Điện thoại liên hệ 0891022158. Và một lần nữa xin chúc mừng quý vị và các bạn đã may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta có tất cả 35.490 tên. Tôi xin nhắc lại, tất cả chúng ta có 35.498 lượt quý khán giả đã đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8309 để tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.